Việt Nam hiện nay có hơn 256.000 ha rừng ngập mặn ven biển, trong đó diện tích có rừng khoảng 150.000 ha, diện tích chưa thành rừng là hơn 106.000 ha. Với 150 ha rừng ngập mặn sẵn có, được phân bố chủ yếu trên hai khu vực lớn là ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng ở phía Bắc. Ở phía Nam, rừng ngập mặn kéo dài từ Vũng Tàu đến các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang. Trong đó, hai khu rừng ngập mặn lớn nhất là rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và rừng ngập mặn Cà Mau với tổng diện tích hơn 95.000 ha. Hệ thực vật rừng ngập mặn phong phú, chủ yếu là các loại cây có bộ rễ nơm như đước, sú, vẹt, tràm, mắm cùng các loại cỏ, cây bụi làm bức tường chắn sóng, giữ đất, tạo điều kiện cho trầm tích bồi tụ nhanh hơn. Do yếu tố lịch sử để lại nên xen kẽ rừng ngập mặn là các cộng đồng dân cư đã nhiều năm sinh sống bằng nghề khai thác thủy hải sản và các nguồn lợi tự nhiên từ rừng. Tuy nhiên, khi Việt Nam quy hoạch bảo tồn các cánh rừng ngập mặn thành rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thì bài toán mưu sinh cho cư dân trong rừng lại là vấn đề trăn trở của cả chính quyền và người dân những nơi này. Được thiên nhiên ưu đãi nên từ xa xưa, nhiều người dân ở các vùng lân cận đã chọn đến sinh sống lập nghiệp dưới những tán rừng ngập mặn mũi Cà Mau. Gia đình ông Nguyễn Minh Đùa ở ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền là một trong hàng ngàn hộ dân sinh sống trong vùng rừng lõi ngập mặn từ xa xưa. Trước kia, khi rừng ngập mặn mũi Cà Mau chưa được quy hoạch và quản lý, bảo vệ theo tiêu chuẩn rừng đặc dụng, thì ông Đua cũng như nhiều người khác sinh sống dựa vào khai thác tài nguyên trong rừng ngập mặn. Những cây sú, cây mắm, cây đước vẫn được người dân khai thác như gỗ tự nhiên trong rừng. Rồi những con cua, con tôm hay các loài thủy hải sản sinh sôi trưởng thành dưới tán rừng ngập mặn nơi đây cũng là nguồn sống cho hàng vạn cư dân sống len lỏi trong những cánh rừng từ đời này qua đời khác. Nói chung là bà con ở đây người ta là vẫn làm theo cái cách bình thường, là nghĩa là từ trước đến nay là ví dụ như hàng năm, ví dụ như là khi nào là vườn quốc gia hay xã, chính quyền địa phương cho phép là mình xin giác hay cải tạo đó, mình cải tạo rồi đó là mình thả giống vô nhưng mà là làm hình thức là làm nuôi nhưng mà mang tiếng là nuôi thôi, chứ còn thật ra mà nói chỉ thả dây cải tạo xong xử lý rồi xương xương vậy đó, rồi là mình thả vô rồi mình là con tôm con cua là nó tự lớn lên phát triển lên nó, rồi nó lớn lên nên chứ cũng đây cũng không có áp dụng vô cái mô hình là vật nuôi thâm canh hay hoặc là để cho ăn gì đó, nhưng mà vẫn là làm thiên nhiên toàn bộ hết. Chứ mình chỉ chủ yếu là mình thả giống vô một phần nào, ví dụ như là thả con tôm sú thôi, chứ còn đặc biệt là con thẻ, con bạc hay hoặc con tôm đất á, là thiên nhiên toàn bộ hết. Tự nó có nó mang lại cho mình, ở riêng ở địa bàn ở đây á, là tôm cua thiên nhiên á, cái thiên nhiên nó vẫn còn có ưu đãi cho bà con. Đi sâu vào rừng ngập mặn, tận mắt thấy sự tồn tại và phát triển của tầng tầng lớp lớp cây đước có tuổi đời vài chục năm, với những bộ rễ xù xì đâm xuống bùn một cách chắc chắn, để từ đó tạo nên một khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn thứ hai trên thế giới, thì ta mới cảm nhận được sự độc đáo của thiên nhiên nơi đất mũi Cà Mau. Những cánh rừng khi trơ gốc đến tận bùn do nước thủy triều rút đi, rồi lại bị ngập chìm trong biển nước mặn mỗi lúc thủy triều lên. Nhìn những cây đước, cây mắm hay các loài dây leo khác trong rừng, nhỏ nhắn vậy thôi nhưng lại có sức chịu đựng kiên cường trước những cơn sóng, những ngọn gió ngày đêm xô vào từ biển, để bảo vệ cho dải đất mũi Cà Mau an yên và phát triển theo năm tháng đã qua. Thì cũng có thể nói đối với cái vùng đất mũi Cà Mau nó hết sức là độc đáo ở chỗ đây là có ba mặt giáp biển. Và hàng năm thì nó chịu cả hai cái chế độ là bán nhật triều biển Tây và biển Đông. Cho nên là cái lượng phù sa nó đưa về đây rất lớn.
Và đặc biệt có thể nói là cái khu du lịch khu Mũi Cà Mau này, nó là cái vùng giao thoa giữa Biển Đông và Biển Tây. Và cho nên chính vì thế nó tạo ra một cái nét độc đáo của cái vùng mũi. Tức là về phía Biển Đông có xu hướng lở nhưng mà nó sẽ bồi về hướng Tây. Và chính vì thế nó tạo ra một cái bãi bồi. Chính là nơi đây là nó tạo cái thức ăn rất là nhiều. Nó có thể nói là nó hình thành một cái bãi đẻ của các loài thủy sản. Đây chính là cái nét độc đáo mà chúng tôi cần phải hết sức là bảo vệ. Nhờ thiên nhiên ưu đãi nên dưới rừng ngập mặn Mũi Cà Mau có những loại thủy hải sản độc đáo cả về chủng loại cũng như chất lượng dinh dưỡng mà hiếm nơi nào có được. Đó có thể là tôm, cua, ba khía, cá dứa và đặc biệt là cá thòi lòi, một loài cá có hình thù xấu xí với hai mắt lồi lên trên đầu, có thể sống được cả trên cạn và dưới nước. Cá thòi lòi sống tự nhiên, không thể nuôi dưỡng thuần trùng và thức ăn của chúng là các loại vi sinh vật trong môi trường. Đặc biệt, loại cá thòi lòi rất tham ăn và nhanh nhẹn, nên muốn bắt chúng thì người ta chỉ có thể đặt bẫy hoặc dùng mồi câu. Cà Mau đặc biệt quan tâm đến cái lĩnh vực là phát triển các cái hệ sinh thái, trong đó có cái hệ sinh thái là đặc sản dưới cái tán rừng ngập mặn. Ngoài con tôm ra thì cái dưới tán rừng là còn nhiều cái có cái giá trị kinh tế đặc hữu, ví dụ như là cua. Cà Mau cũng rất là nổi tiếng, hàng năm thì cũng là hơn 20.000 tấn cua với cái diện tích rất là lớn, cho cái giá trị rất là cao. Và cua, cá và các loài đặc sản khác, tôi ví dụ như là ba khía của Cà Mau cũng rất là nổi tiếng, rồi là cá thòi lòi, khô cá thòi lòi, cá kèo, rồi một số loài nhuyễn thể như dộp, sò huyết sống dưới cái tán rừng của Cà Mau, đưa cho cái giá trị cũng rất là lớn. Nói chung cái hệ sinh thái rừng ngập mặn thì rất là phong phú, trong đó là cái giá trị từ rừng và các cái đối tượng sống kết hợp với tán rừng đem lại cái đời sống, cái sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm trước, khi chưa có quy hoạch phát triển rừng ngập mặn Mũi Cà Mau thành rừng đặc dụng và cần bảo tồn nghiêm ngặt. Còn những năm qua, khi nơi đây đã trở thành rừng đặc dụng, đồng thời là khu dự trữ sinh quyển thế giới, thì mọi cây cối hay các loài thủy hải sản tự nhiên có trong rừng ngập mặn đều bị cấm khai thác dưới mọi hình thức. Cũng vì thế, bài toán sinh kế đối với những người dân đang sống trong vùng lõi rừng ngập mặn Cà Mau luôn là nỗi trăn trở của cả chính quyền và người dân nơi đây. Mũi Cà Mau với cái hệ sinh thái rừng rộng lớn như thế, rừng ngập mặn như thế, cái tài nguyên trong rừng, dưới tán rừng rất là phong phú, rất là đa dạng, cái giá trị rất là cao. Song bên cạnh đó cũng rất là nhiều khó khăn vướng mắc trong cái quản lý và bảo vệ cái hệ sinh thái này. Đặc biệt là những cái nghề mà khai thác ven biển, khai thác thủy sản ven biển đã qua là cái quản lý của cơ quan chuyên môn của địa phương cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Chính vì cái nguồn lợi thủy sản ven biển rất là phong phú, rất là dồi dào, thì cái vùng ven biển của Mũi Cà Mau là gần như đây là một cái nơi tập trung của cái dân cư từ các nơi đổ về đây để họ là khai thác các cái nguồn lợi thủy sản, dẫn đến cái tình trạng là làm cạn kiệt nguồn lợi, tình trạng ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái rừng. Rừng ngập mặn Cà Mau được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Còn ở cấp quản lý thuộc chính quyền địa phương thì rừng ngập mặn được phân chia thành các loại rừng theo chức năng, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Trong đó, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là nơi quản lý, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn lớn nhất trên địa bàn. Và đặc biệt, toàn bộ diện tích rừng ngập mặn thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là rừng đặc dụng, nên công tác bảo tồn luôn là nhiệm vụ tối quan trọng của chính quyền địa phương cũng như ban quản lý vườn từ nhiều năm qua.
Chúng ta cần phải thiết lập cái cơ chế chính sách vừa quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhưng đồng thời đó là đảm bảo được cái hoạt động sản xuất, cái sinh kế của người dân dưới tán rừng. Đó là cái chính sách là giao quản lý bảo vệ rừng cho các cái đơn vị nhà nước quản lý. Cái cơ chế chính sách thứ hai đó là giao cho các cái đơn vị nhà nước, trên cơ sở đó các cái đơn vị chủ rừng là giao khoán cho hộ gia đình cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ, ổn định sản xuất lâu dài. Và đặc biệt đó là những năm gần đây đó thì đã triển khai thí điểm cái cơ chế là giao đất về cho chính quyền địa phương để chính quyền địa phương là xem xét đó, là giao đất, giao rừng cho hộ gia đình cá nhân là sản xuất theo quy hoạch. Thì có thể nói là cái cơ chế chính sách đã qua thì đã từng bước đó là điều chỉnh đó, cái công tác quản lý bảo vệ rừng hài hòa với cái lợi ích về sinh kế của người dân dưới tán rừng. Có thể nói, mô hình bảo tồn gắn với phát triển kinh tế rừng ngập mặn đặc dụng thông qua các dự án nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tự nhiên ở Cà Mau là mô hình thành công của địa phương. Qua đó, Cà Mau vừa đạt mục tiêu bảo tồn rừng ngập mặn thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới, vừa phát huy được lợi thế thiên nhiên của địa phương để nuôi trồng, thu hoạch và cung cấp ra thị trường các sản phẩm thủy sản mang thương hiệu Cà Mau. Trở lại với gia đình ông Nguyễn Văn Đua, từ khi rừng ngập mặn mũi Cà Mau được quy hoạch thành rừng đặc dụng và được nhà nước quản lý bảo vệ, thì gia đình ông Tám Đua được Vườn Quốc gia mũi Cà Mau giao khoán đất rừng để bảo vệ và sản xuất theo quy định của nhà nước. Cũng là cây đước, cây mắm, cũng là con tôm, con cua và nhiều loài thủy sản khác đang sinh trưởng dưới tán rừng như hàng trăm năm qua. Nhưng này đã được những người dân như ông Tám Đua bảo vệ, chăm sóc và khai thác theo hướng bảo tồn và phát triển bền vững hơn. Thì thứ nhất là mình vẫn là chăm sóc và bảo vệ rừng, là mình chỉ là làm trong phạm vi là được cho phép của là bên Vườn Quốc gia, là mình cải tạo ông đầm đó thôi. Còn là còn thiên nhiên là tất cả tôm đồ cua đồ tôm á, cá đồ đó là cái thiên nhiên hết, tất cả là cái đó nó tự nó lớn lên. Gọi là hàng tháng giả sử như trong bà con đây người ta sống là người ta nhờ cái đó là khoảng cỡ 15 ngày rồi người ta thu nhập là thu hoạch lần tôm cua cá hay hoạch cá thì người ta dùng lưới ta bắt, rồi là tới mùa hay cải tạo là người ta thuốc để bắt cá. Còn cua thì ví dụ như là mình bắt hàng ngày hoài cũng được. Nhưng phát triển kinh tế rừng ngập mặn ở Cà Mau những năm qua không chỉ đơn thuần tập trung vào nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, mà bên cạnh đó, Cà Mau còn sớm tận dụng quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cộng đồng với chính cuộc sống công việc hàng ngày của những người nông dân sống trong rừng ngập mặn đặc dụng. Cái mô hình sản xuất thủy sản kết hợp với chăm sóc quản lý bảo vệ rừng và gắn với phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là những cái vùng rừng ở cái khu vực mũi Cà Mau có cái lợi thế đặc biệt trong cái việc thu hút du khách, và cũng trên cơ sở đó là liên kết với các cái doanh nghiệp dịch vụ du lịch, thì bước đầu đó là chúng tôi cũng đã huấn luyện, tập huấn và hỗ trợ cho một số hộ gia đình, hợp tác xã đầu tư cái cơ sở
hạ tầng dịch vụ để phục vụ cho cái du lịch cộng đồng, và đã mang lại cái hiệu ứng rất là tích cực với cái sự hưởng ứng của du khách và cái sự đó là hỗ trợ tích cực của là các cái doanh nghiệp trong chuỗi liên kết, cũng như là cái sự hưởng ứng tích cực của cá nhân, của người dân và của các hợp tác xã, cho thấy đây là một cái mô hình có nhiều triển vọng trong tương lai. Du lịch Cà Mau nổi tiếng với vùng đất mũi, vốn được ví như nơi cuối cùng trên bản đồ đất liền của Việt Nam. Nhiều người Việt Nam luôn ao ước một lần được đến đất mũi Cà Mau để tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Và trên thực tế thì khu du lịch đất mũi Cà Mau cũng chính là địa danh nằm trong vùng rừng ngập mặn đặc dụng của địa phương, thuộc phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Cũng chính nhờ sức hút của địa danh đất mũi Cà Mau, cùng với giao thông thuận lợi khi đã có tuyến đường bộ chạy về đất mũi, nên nơi đây ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan. Tận dụng những lợi thế đó, chính quyền và các cơ quan chức năng ở Cà Mau đã quy hoạch đồng bộ các mô hình phát triển du lịch vùng đất mũi, vừa để quảng bá được vẻ đẹp của rừng ngập mặn quê hương, vừa giúp người dân phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch cộng đồng trên chính những cánh rừng đặc dụng được giao khoán. Đương nhiên thì chuyển đổi ngành nghề mà được chủ trương mà cho cơ chế để phát triển qua về du lịch sinh thái cộng đồng đó, thì không phải nói riêng chỗ Hoàng Hôn mà nó tất cả là bao nhiêu hộ nằm trong lâm phần của vườn là hết sức phấn khởi, và đến giờ lúc này là hết sức là tự tin. Tự tin mình được là một người con quê hương ở ngay mũi Cà Mau, đặc biệt được là nằm trong lâm phần của vườn quốc gia mũi Cà Mau. Thì phải nói là cái mũi Cà Mau là không nơi nào có được, giờ đẹp giờ được là lịch sử và địa lý, nhưng mà được gắn liền với cái tản gần hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn quốc gia mũi Cà Mau. Thì đây là một cái mô hình mà được đi, tôi cho rằng là hiện nay là phải nói là góc độ gia đình và những bà con hết phấn khởi và đi hết sức là đúng hướng về gắn liền là bảo vệ rừng và phát triển du lịch ở dưới tán rừng. Khi nói đến rừng ngập mặn ở nước ta thì không thể không nhắc đến rừng ngập mặn Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới, là rừng ngập mặn có diện tích lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng diện tích là 31.000 ha, xếp sau rừng ngập mặn Cà Mau với tổng diện tích là 64.000 ha. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ trải dài qua nhiều xã và các đảo như Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, An Thới Đông và một phần của xã đảo Thạnh An. Nằm ở phía đông thành phố, thuộc huyện Cần Giờ và cách đất liền chừng 5 hải lý, Thạnh An là xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích hơn 13.000 ha. Tuy nhiên, diện tích rộng lớn là vậy, nhưng Thạnh An lại chỉ có hai hòn đảo có người sinh sống là Cù Lao Phú Lợi và ấp đảo Thiêng Liêng. Tuy cách xa đất liền, nhưng xã đảo Thạnh An lại nằm trong rừng phòng hộ thuộc vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ. Vì thế, hệ sinh thái tự nhiên của xã đảo vẫn còn khá nguyên vẹn và được bảo vệ bởi chính những cư dân trên hai hòn đảo này. Xã đảo Thạnh An thì nằm ở ngay cửa biển Đông và còn giáp với cái cửa sông Lòng Tàu. Ở đây là cái vị trí địa lý đặc thù, xung quanh đều là cái rừng ngập mặn. Thì cái tác dụng của rừng ngập mặn đây, bà con sinh sống lâu năm thì cũng nhận định là những khi mùa mưa bão đến có cái rừng phòng hộ xung quanh, nó cũng che chắn, nó là tác động che chắn đến cái bảo vệ cái ảnh hưởng của cái bão lũ. Và trên cái rừng phòng hộ thì dưới tán rừng thì nó cũng có nhiều
loại thủy hải sản sinh sống, và bà con cũng tham gia đánh bắt này cũng tạo điều kiện phát triển cuộc sống, làm ăn kinh tế, quen cái với cái tán rừng trong cái thời gian qua. Và do vị trí địa lý nằm gần khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ nên nơi đây được quy hoạch là vùng đệm, là vành đai che chắn phía đông của thành phố với các cánh rừng ngập mặn vây quanh trải dài trên khắp 13.000 hecta diện tích rừng và biển tự nhiên của xã đảo. Cuộc sống thanh bình nơi đây đang dần nhộn nhịp bởi sự phát triển kinh tế, phát triển du lịch. Để rồi mỗi sớm mai khi bình minh thức giấc thì những con đường trên đảo luôn nhộn nhịp bước chân đến trường của trẻ nhỏ, hay trên những con tàu đang vội vã cập bến nặng trĩu cá tôm, hào đá cùng nụ cười của người miền biển phương Nam. Cá này là cá gì hả chị? Cá gì ạ? Cá đối à? Cái này mà đi một chuyến biển đánh đêm thì được nhiều không? Hên xui à, mấy chục ký cũng có, tùy theo. Gì vậy? Bao tiền ký? Cá tươi này ba mấy ngàn. Cá tươi ba mấy ngàn? Còn phơi khô thì phơi một nắng thì 100. Đi về hào. Phơi một nắng là mình chế biến, mình cắt đầu khi như này xong mình phơi một nắng mình bán hả? Dạ, này nè. Đấy. Thế còn cá tươi mà vẫn còn để nguyên cả đầu này, cái thứ này? 35 ngàn. Được. Như vậy này, cái này nó có mùa không? Hay là lúc nào có? Mùa này mới có. Mùa này tới Tết. Cùng với nghề khai thác thủy hải sản tự nhiên, được sơ chế thủ công và hầu như không có phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường, thì người dân Thạnh An còn phát triển nghề nuôi hào đá, cũng bằng phương pháp tự nhiên khá độc đáo. Phương pháp nuôi hào tự nhiên của người dân Thạnh An cũng khá đơn giản. Người dân chỉ cần đúc các giá thể bằng tấm đan xi măng và buộc dây, rồi đem ra treo lên các cột gỗ ngoài biển, đợi hàu giống bám vào mà không cần tốn thêm bất cứ chi phí nào khác về con giống, cũng như về thức ăn, như nhiều vùng nuôi hàu khác hiện nay. Mỗi một cái lứa thu hoạch này hàu thì được nhiều tiền không? Thì tùy theo, ví dụ như mình bỏ xuống 20 đi, nếu mà nó trúng thì 40. Đó là nhân gấp đôi vậy á. Tại vì nói chung cái là hào mình không có cho nó ăn, nó uống gì hết trơn. Đó, nó khỏe cái đó, vì mình quăng ở đó vậy đó, cứ mình giờ mình làm chuyện khác mình ăn. Mình ăn á, cũng như mình có cái vốn mình quăng xuống đó đi. Mình là về mình đi lưới ha, mình làm mướn, làm thuê, mình ăn. Cái đầu cái mình canh á, hào nó lớn 200 năm mấy lớn, cứ mình hốt cái đó. Đó, là nó cũng có lời chứ không phải là không. Nhưng mà hả, cũng như là cuộc sống ở đây mà, đi lưới thì đâu có đủ sống. Người ta muốn làm cái đó cũng như là ta bỏ ống, ta lấy cái công làm cái lờ. Hiểu không? Như một bao xi măng thì nó chỉ có 100 ngàn thôi. Nhờ lưới này kia nọ mình tính trong bao xi măng là 200 đi. Đó mình bỏ xuống. Mà trong khi 500 miếng mà chỉ có 200 ngàn thôi, hiểu không? Mình cho mướn tiền công luôn ơi là 300 đi. Là 300 ngàn mà 500 miếng, mình nghĩ không lẽ 500 miếng đó nó đóng không được 1 triệu hay sao? Đó là mình nghĩ 500 miếng này nè. Ừ, nó ra tới 500 miếng một miếng. Nếu mà nó trúng không một miếng thì nó đóng cũng phải là 4-5 con. Có khi đóng cả chục con luôn. Nhà tôi nuôi tôi biết. Nó đóng mình đầy hai bà con, đóng mình đầy. Nhiều cái con mà nó đóng gì hết, cái đóng chồng lên như cái ngón tay vậy nè. Nó đóng vậy, có miếng nó đóng thì dính không nổi luôn. Nếu như đảo chính Cù Lao Phú Lợi phát triển với nghề nuôi hàu và đánh bắt thủy hải sản thì ở ấp đảo Thiêng Liêng lại nổi tiếng với nghề làm muối. Cách đảo chính chừng 6 đến 7 km tùy theo cung đường đi, đảo Thiêng Liêng được bao bọc bởi sông Thị Vải và sông Lòng Tàu cũng như vô số khóm, bụi cây đước mọc xung quanh. Thế hệ cư dân đầu tiên lên sinh sống ở đảo
bắt đầu từ năm 1976 và đem theo nghề làm muối từ đất liền ra. Cũng từ đó, người dân đến đảo Thiêng Liêng ngày một đông hơn và đã phát triển nghề làm muối trở thành ngành kinh tế chủ yếu của ấp đảo. Đến nay, muối Thiêng Liêng đã trở thành sản vật thiên nhiên có thương hiệu trên thị trường của người dân nơi đây. Ấp Thiêng Liêng là hiện nay là nó gồm có 210 hộ. Tổng diện tích đất sản xuất muối của trên ấp là nó có 400 hectare đất. Và tính trung bình hàng năm là khoảng 20.000 tấn. Phải nói là người dân trên đây là 80% hộ là sống bằng nghề muối từ xưa tới giờ. Thì còn lại 20% là đi đánh bắt nhỏ lẻ ở địa phương. Thì cái nghề làm muối này là một cái nền kinh tế chính của người dân đối với trên ấp Thiêng Liêng. Ông Nguyễn Hồng Huỳnh chính là một trong những người thuộc thế hệ cư dân đầu tiên lên sinh sống tại đảo Thiêng Liêng từ năm 1976. Đồng thời, ông Huỳnh cũng chính là những người đầu tiên phát triển nghề làm muối trên hòn đảo này. Gần 50 năm trước, khi mới đặt chân đến đảo Thiêng Liêng, người cha vợ của ông khi đó với kinh nghiệm làm muối lâu năm đã nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt là vị mặn của nước biển nơi đây có thể làm ra những hạt muối trắng tinh cho mỗi bữa ăn hàng ngày. Biết cái nước đây là nó khoảng chừng mười mấy phần ngàn, mười mấy hai mươi phần ngàn đổ lại thì cái độ mặn nó cũng khá. So với miền Trung thì không lại, nhưng mà ở đây thì nó cỡ đó là vừa rồi. Với lại mình sản xuất muối thì rất là ngon, thì muối nó không có mặn nhiều, là mình sản xuất muối ăn. Hơn nữa ở đây nó có cái muối nó đạt chất lượng hơn người ta, cái chỗ là muối nó trắng, nó trắng hơn các nơi. Với lại muối nó không có lẫn tạp chất, không có lẫn tạp chất là không có lẫn cát. Các miền khác thì nó có lẫn với cát, còn đây là làm bằng cái đất nên nó không có lẫn với cát. Để với lại muối ăn là rất là hợp. Hơn nữa cái khoảng thời gian sau này nếu làm bạc thì cái muối này nó không có còn cái tạp chất nữa, làm trên bạc không có gì, nó không ảnh hưởng đất nữa. Và cùng với chất lượng hạt muối tốt được thị trường đón nhận thì một trong những lý do khiến nghề làm muối ở Thiêng Liêng không hề bị giảm sút chính là giúp vệ sinh môi trường sạch sẽ hơn mỗi mùa sản xuất muối về trên đảo. Chính vì vậy, bên cạnh việc đem lại nguồn thu từ việc cung cấp muối ra thị trường, thì chính quyền và người dân nơi đây đã bắt đầu thiết kế điểm tuyến để khách du lịch có cơ hội tham quan, trải nghiệm nghề làm muối truyền thống độc đáo nơi ấp đảo Thiêng Liêng, góp phần nâng cao thu nhập cho người làm muối cũng như xây dựng thương hiệu du lịch cho Cù Lao Phú Lợi trong tương lai. Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng ven biển là nơi đối mặt trực diện với các tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng. Và trong thực tế đã chứng minh, rừng ngập mặn đóng một vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ biển trước sự xâm thực đang ngày càng nghiêm trọng, đồng thời tạo môi trường sinh trưởng cho nhiều loại chim và thủy hải sản phát triển. Do đó, xây dựng các chính sách bảo tồn đi cùng với phát triển sinh kế cho chính những cư dân đang sinh sống trong rừng ngập mặn là một trong các giải pháp bảo vệ rừng hiệu quả ở nước ta hiện nay.